Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản cho mọi người. Hôm nay tiếp tục qua Cần Câu để cho mọi người xem và lựa chọn nhé. Đầu tiên là một cây cần súp dài 2m1, chất liệu là phíp. Mọi hình của cây cần này khoảng cỡ được 75%, được 75% thôi nha mọi người. Nè, dàn khoan của nó đây. Về mọi người đánh là nó sạch nha mọi người. Nó đánh cước, đánh ra là sạch thôi nhé. Ok, đầu của nó này, một giống, hai giống, ba giống thôi nha mọi người, 2m1, ba giống thôi. Đây, bát thì bát nhựa vặn đây, nhé. Cái cần này dài 2m1, 2m, thu vào 78 cm, đọt là 1,5 ly, cân nặng là 160 g, nặng 160 g. Đây là cây số 1. Cái này bán 80.000. Số 1 80.000 nha mọi người. Số 2 là một cây cần ISO. Đây. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Cần này chất liệu phíp. Đây, đọt nó bị hư đọt. Gãy đọt nha mọi người. Ồ. Bị gãy đọt sao rồi người ta sử dụng người ta bỏ luôn cái đọt ra. Bỏ luôn cái đọc câu tay thế này, mọi người về ưng thì gắn khuyên vào hoặc là làm lấy tháo ra lấy phôi làm cần câu đơn được cho mọi người, tùy mọi người. Này, nó còn hai cái khoan Fuji đây, còn hai khoan đây thì hư rồi nhé. Đấy, một giống, hai giống, ba giống, bốn giống, bát thì Fuji FS6. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 68 cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 100 g, cân nặng 110 g. Số 2 rồi, đây là 80.000. Số 2 80.000 nha mọi người. Số 3 là một cây cần 2 khúc, đây chất liệu là phíp. Đây, cái vặn này đang bị cứng cứng xíu nha mọi người, về mọi người vệ sinh đi rồi nhỏ nhất rồi cho nó trơn nhé. Đây, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì đây, như mọi người thấy luôn đi. Cái cần này khoảng được cỡ được 50-60% thôi. Đây. Này. Cái này nó cũng bị tục. Đây. À, nó úp vào đây. Thấy không mọi người? Đấy. Khoan thì mấy cái khoan dai cột này thì vẫn còn nha mọi người, nhưng mà mọi người về nên cột lại được cho nó. Đấy, đây cái đầu này đáng lẽ nó nằm bên cái góc nhưng mà nó giờ nó mắc ở đây, nó tục ra nhé. Mọi người về vệ sinh gỡ ra. Đấy, cái này dài 1m5, thu vào 76 cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cái số 3. Số 3 50.000. Số 3 50.000 nha mọi người. Số 4 tiếp tục một cái cần 2 khúc, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 60%. Đây, dàn khoan rồi vẫn còn khoan kim loại này nha mọi người. Đây, sợi kim loại này nhé. Đấy. Đây, bát vặn kim loại nhé. Ok, cần này dài 1m6, thu vào 84 cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cây số 4. Số 4 80.000. Số 4 80.000 nha mọi người. Số 5 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, chất liệu là nhựa đặc nha mọi người, chất liệu là nhựa đặc. Cái cần này dàn khoan còn. Đây, bát nhựa vặn nhé. Dàn khoan đây. Khoan sợi này còn nguyên nha mọi người. Đấy,
ở bu này đấy. Ok, cân này dài 1m6, thu vào 84cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số số 5. Cái này bán 100. Số 5, 100 nha mọi người. Nhanh cho rồi. Thanh lý. Đây, số 6 là cái cần này. Có vẻ cũng chế rồi đây. Cần này người ta sơn xiết tùm lum. Bát Fuji FX7 XB này. Đấy, Fuji FX7 XB nhá. Đấy. Chế rồi người ta gắn dàn khoan này. Đấy. Dàn khoan còn ok nha mọi người. Cái góc này. Đấy. Ok. Cây này dài 2m1, thu vào là 1m1, đọt là 3 ly, cân nặng là 280g. Cây này cây số 6. Cây này bán 90.000. Số 6, 90.000 nha mọi người. Đấy. Nếu ai không chơi ngoại hình thì có thể lấy cái này về làm phôi. Thích thì gắn thêm khoan hay tùy. Để nguyên như vậy cao vẫn được nhé. Dàn khoan thì mình thấy còn ok đó. Đây, số 7 là một cây cần cũng chế luôn. Bát trượt vặn này. Đấy, bát trượt vặn nhé. Ok. Đây. Chế nha mọi người. Đấy. Rất là năng lực nhé. Cần này giống như kiểu cần cắm gốc á. Chế xong giống như kiểu cần cắm gốc á. Đấy. Rút thì không ra nhưng mà chế xong giống như kiểu cần cắm gốc nha mọi người. Đấy. Nó mấy cái khoan còn ok nhé. Dính sơn tí thôi. Đấy. Còn đá. Cần này dài 1m32, đọt là 3,3 ly, cân nặng 180g. Đây là cây số 7. Số 7 80.000. Số 7 80.000 nha mọi người. Số 8 là một cây cần 2 khúc chất liệu là phíp. Này, hôm nay toàn chất liệu phíp với nhựa đặc không thôi. Này. Bát vặn kim loại nhá. Đấy. Dàn khoan còn ok này. Đấy, khoan đầu bu ok nhá. Về mọi người thích thì không thích cái dàn khoan này thì có thể thay khoan tùy mọi người. Đấy. Ok. Cần là dài 1m6, thu vào là 81-82cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 160g nha mọi người. Đây này cái số 8 80. Số 8 80.000 nha mọi người. Số 9 tiếp tục là một cây cần 2 khúc chất liệu là phíp. Và hình của cái cần đây, dàn khoan này đấy, hơi hoang dĩ nha mọi người. Về đánh ra đấy, 3 khoan và 1 đầu bu. Đầu bu thì còn đá ok. Cái này như chất liệu là nhựa đặc hay sao? Nhựa đặc nha mọi người. Ok. Bát thì bát nhựa vặn. Bát nhựa vặn nha mọi người. Này. Ok.
Cái cần này dài 1m6, thu vào là 84cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 9, số 9, 80, số 9, 80 nha mọi người. Số 10, số 10 là một cây cần 3 khúc, chất liệu là phíp, nó còn được cái đầu bu, nó có tất cả 4-5 cái khoan gì đó, nhưng mà chỉ còn một cái khoan này thì cũng bị bung cước rồi, vì mọi người cột lại coi như là khoan hư hết đi cho mọi người, còn một cái đầu bu này thôi. Đấy, 3 khúc nha. Okay. Đấy. Bát vặn kim loại này. Về thay dàn khoan đi, xài. Cần là dài 2m4, thu vào là 84cm, đột 2 ly, cân nặng là 220g. Đây là cây số số 9, số 10, gần là 100 nha mọi người, số 10, 100. Số 11 là một cây cần máy này, chất liệu là fit cho mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 65-70%. Đây. Nó bị gãy đầu bu với lại mắc một số khoan vô này cho mọi người, 2-3 cái khoan gì đấy. Gãy đầu bu với mắc 1-2-3 cái khoan gì đấy. Đây. Những cái khoan nhựa này thì có khoan nứt vỡ rồi nha mọi người. Đấy, mọi người về thay luôn vào khoan xài xuống, mình bán ở đây coi như bán cái phôi cần thôi nha mọi người. 2 3 4 5 giống nha. 5 giống. Đây, bát FS6. Cần này dài 4m, thu vào là 91cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 160g. Đây này số 11. 11. Đây. 11 100. 11 100 nha mọi người. Mười hai là một cây cần Ebisu, chất liệu là phíp. Đây, cần này là cần tay tự máy, cần này thì nó bị gãy đọt nha mọi người, cái đọt gãy rồi. Đây, cái đọt này nó gãy rồi, đọt này gãy rồi, về mọi người thay đọt đi nhé, thay đọt đi. Bao nhiêu mình bán cho mọi người là bán cái phôi từ cái ống thứ hai nè. Đấy, về mọi người coi cái khoan nào nó có hư thì thay nhé. Đây, cái khoan này thì cột đơn giản nha mọi người, đấy, sợi kẽm như thế này cột thôi. Ok, ngoại hình cũng khá là ok nha mọi người. Nước sơn cũng còn khá là mới, được 85% nữa. Đấy. Ok, bát Fuji FS6 này. Cần là dài 3m7, thu vào là 92cm, đột là 0,7 ly, cân nặng là 220g. Cái này cây số 12. Đây, cái này bán 120.000. 12 120.000. Mười ba là một cái cần Daiwa, cần máy Daiwa. Đây, bát đây. Nhưng mà cái cần này thì nó hư hết khoan rồi nha mọi người, hư hết khoan rồi. Đây, người ta còn cột khoan này ra, nhưng mà mọi người tháo ra mọi người cột khoan này cho mọi người nhé. Còn không có ưng thì làm cần tay luôn được, tùy mọi người. Đấy, đột của nó đột mảnh đây, 1 giống, 2 giống, 3 giống, cần này chế rồi mọi người, 4 5 6 7, 7 giống mọi người, 2 3 4 5 6 7 giống, cần chế rồi nhé. Đột này cũng có thể là thay rồi nè, trở thành đột mảnh nhé. Đang người ta đang sử dụng như cần tay máy phụ ấy, người về chế nhé, làm gì thì làm. Đây, coi như cây này mình bán cái thôi. Cây này dài 4m6, thu vào là 0, thu vào 90cm,
độc là 0,7 ly, cân nặng 360 gram, ngoại hình của nó khoảng cỡ 65-70% nha mọi người. Cái này cây số 13. Cây này 100. Đấy. Mười bốn là một cây cần tay. Cần tay này của thằng mình nào đây? Tay mình là nó mờ quá không đọc được nha mọi người. Đây, ngoại hình thì khá là xấu nhé. Đây, cỡ khoảng được 50% à. Chất liệu là phíp nha mọi người. Phíp nha mọi người. Đây, đọc của nó đây. Cần tay nha mọi người. 1 cái ống, 2 3 4 5. Đấy. À, 66 một tí nhưng mà đủ đồ không có chế gì nha mọi người. 66 một tí nhưng mà đủ đồ không chế gì cả. Cần là dài 4,5 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 1 ly, cân nặng là 260 gram. Cây này cây số 14. 14. Đây, 80. 14 80.000 nha mọi người. Mười lăm là một cái cần đai qua, cần súp đai qua nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng được 70% trở lên. Đấy, dàn khoan của nó thì hư hết rồi. Đây, còn được cái đầu bu, mọi người về coi như thay khoan thì thôi, thay luôn cái đầu bu nữa nha mọi người. Đây, hết dàn khoan đầu bu luôn, nhìn cho nó đẹp. Đấy, cái phôi nó cũng được mà. Đấy. Một cái ống, 2 3 4. Cũng giống nha mọi người. Dòng rụp luôn. Bát FS7 nha. Cần này dài 3,9 m, thu vào là 1,16 m, đọt 3,2 ly, cân nặng là 540 gram. Cái này cây số 15. 15, 100. 15, 100. Mười sáu là một cây cần 4 khúc. Một cây cần 4 khúc của NFT nha mọi người. Một cây cần 4 khúc của NFT. Chắc đây, 54, 4 khúc. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp, đọt của nó đây. Đây, quay cho mọi người coi từng đoạn luôn. Ok, đọt đây. Đấy, khoan còn ok hết nha mọi người, dàn khoan còn ok hết. Chỉ có sơ sơ có mấy cái thì chỉ dù chỗ này nó hơi tróc tróc thôi. Đấy, dàn khoan còn ok hết nhé, khoan kim loại ok hết. Đấy. Này, cái dù nó hơi tróc tróc như thế này nè, không sao vậy nha mọi người. Đấy. Ok, NFT này. Cái này con mấy ngang nằm rồi, con mấy ngang lớn. Đấy, còn cho mọi người xem, cần là dài 5,4 m, thu vào là 1,5 m, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 1 kg, 260 gram, ký 260 gram nha mọi người. Đấy. Đây này cây số 16. Đây, đây này bán 300. 16 300. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nhiều người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và một vấn đề nữa là mọi người phải để ý các mình gửi hàng là hàng đến nơi, mọi người được phép mở hàng để kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị để vỡ gãy nứt gì đó mọi người xem. Có gì thì báo lại cho mình để giải quyết luôn ngay lúc đó nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà cứ nhận hàng bừa không xem, mà cứ nhận hàng xong rồi mới báo cho mình bị này bị kia nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.